Theo ghi nhận từ Cổng Cảnh báo An toàn Thông tin Việt Nam, vào năm 2022 đã ghi nhận gần 13.000 trường hợp lừa đảo trực tuyến. Các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại như là tương tác qua mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin OTT để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là lừa đảo tài chính. Thống kê cho thấy hai loại hình lừa đảo chính là lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm khoảng 1/4 trong số các trường hợp, và lừa đảo tài chính chiếm khoảng 3/4 các trường hợp còn lại. Việc lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân cũng là bước đệm để tiếp nối cho việc lên kịch bản thực hiện lừa đảo tài chính. Để thực hiện các cuộc lừa đảo trực tuyến, đối tượng lừa đảo áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm tạo niềm tin cho nạn nhân, như giả mạo thương hiệu, chiếm 72,6% số vụ việc, chiếm đoạt tài khoản online, chiếm 11,4%. Còn có các hình thức khác như lừa đảo việc làm online, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua app cho vay, chiếm khoảng 16%. Thủ đoạn chung là đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin, thiếu sự tiếp cận thông tin, thiếu việc làm hoặc thu nhập thấp, đánh vào lòng tham ẩn sâu trong mỗi con người.